Bây giờ ai ở ai vậy? Không tụi biết giờ nào tan chứ giật chứ. Hai con gà này tại đây nè. Mày ngồi đây mày không bắt gà tao, ai bắt gà tao? Em với ông này là khách, nói lại chơi nó đặt đích. Hello, chào cô chú anh chị ạ. À, mình thấy em ngồi trong quán. What? Chợt nghĩ là một ý tưởng tôn vợ chồng táo bạo, gọi nó qua ăn cháo gà. Để gọi nó thử đi cô chú anh chị. Mà nãy em có thông đồng với ông Tía rồi, ổng không có qua đâu. Dễ gì ổng nghe tôn tạo báo, ổng phái lắm. Ở nhà ổng nhốn nháo ở nhà. Mày bắt máy lẻ lớn đi. Mày thế nào mày cũng chết. Mày chỉ cần mày bắt máy một cái thôi là mày dính chưởng. Nó mê ăn thịt gà lắm cô chú anh chị. Bắt máy đi. Ui. Bắt nó bắt này. Hello. Hello. Nghe nè. À, tao mới túng mánh bắt được hai gà nè. Vợ chồng qua đây nấu cháo à, mần món gì đó ăn chơi. Mới ừ. Qua đi, qua lẹ đi, coi làm món gì làm. À, thì có kêu thế chưa? Không, điện ổng là ổng mệt nè, không có đi được. À, rồi để em coi về kêu vợ em qua. Rồi. Khỏi qua coi món gì đi, gần nhà đây có tiệm tạp hóa nè, mua gì cũng có rồi hả, qua lẹ đi nghe. Rồi ok, rồi dạy cái đồ đi qua. Ừ lẹ nghe. Rồi, mày xong rồi. Nó đã dính chưởng rồi cô chú anh chị. Caramel, vô, đặt mắt. Bây giờ đặt cam ở đây, chờ vợ chồng tạo báo qua, mình dứt. Tạo báo qua đây tôi dứt cho nó một thang. Nãy giờ chưa qua nữa nè. Trời ơi, đang phải đặt tên ở đó nữa chứ. Để nó qua đây. Đậu xe nó qua đây mày ơi. Bỏ xe đó cho mát. Bỏ xe đó cho mát qua đây nè ngồi. Ok. Một bánh trên đường đời ai luôn xin nhờ này đây cá đòi mặt thật quá ai ngồi đây mát mẻ. Chú, em làm mấy giờ ly nước hả? Hai gà này hả? Ừ. Ở đâu hả? Trời, ngủ ơi chị hợ chứ đâu. À, để rượu dạ sẵn luôn. Có rượu, có mồi, có rượu sẵn. Giờ tính làm món gì? Ăn gì à? Gà hả? Gà hấp, gà hấp không? Hấp hành. Một con hấp hành với một con luộc con cháo. Dứt. Nhà có hành đâu? Không hành hả? Không, sáng đâu có mua. Hành đem đi mua cho. Ôi, ngồi chơi uống nước rồi, để vợ làm nước rồi, tao đi mua hành vậy. Về làm ở nhà hai chị em coi bắt nước rồi, nhặt lông nó tước đi. Chơi đây đi mua một chút vậy. Anh đi mua hành hả? Ừ. Vô đi. Ê cháu mua bắp cải bắp gỏi luôn. Ừ. Mua mua gì? Bắp chuối nhiều nhiều quá anh Danh. Cả cháu nó bắp chuối nhiều mà mới ngon á. Bắp gỏi. Nước đi. Qua nãy nó phải được mấy cái. Tự nhiên uống đi uống đi. Bởi vậy nãy nói ông là mấy đứa rồi rồi. Mày xong rồi. Chơi rồi. Nó không đạo ra chứ cái bãi dung nhập thì là chị đến thấy rồi cũng hơi chơi. Hai cách nước. Trời nóng quá trời. Trời nóng ghê luôn. Hiện giờ đợi anh Danh về mấy gà này. Danh ổng về thì sao? Hả? Thì để nấu nước trước hồi ổng về cái này mặn nấu. Ừ. Em phụ chị ấy, nấu nước đi. Còn gà để hồi hồi anh Danh về em anh Danh xử. Mình nấu đây luôn luôn hả chị? Ừ, cái bếp lên nấu ngoài này luôn cho má. Ủa? Ai kiếm cái gì chị Hường ơi? Em có khách cái gì chị? Chị Hường ơi có khách cái gì chị Hường ơi?
Thơm. Ai kiếm anh Danh hay gì ai hả? Chị kiếm ai chị ơi? Kiếm ai chị? Con gà. Con gà. Nani? Gà gì chị? Gà gì? Hồi nãy có bên kia có thằng kia nó chỉ nó có một thằng ông mà có cánh đâu cao bắt hai con gà rồi cầm hai gà sắp chạy lên tao đi gà tao dí theo nè. Gà nào đâu chị đâu, đâu có đâu chị đi lộn á. Phải à. Chết lộn như một nhà đó gì chưa, tự nhiên chị vô nhà người ta chị đi. Nè nè nó khác hả? Này là gì đây? Thấy chưa, rõ ràng thằng kia nó chỉ là hai con gà, hai gà là hai gà của tao mà. Ủa? Phải à, hai con gà này của anh Danh, anh chủ nhà này là anh kia hôm qua nấu cháo ăn nghe không có biết đâu vậy. Tao hé mõm ra tao mất cả. Dạ anh gà chị nói chuyện như anh đi, tự nhiên em không phải chủ nhà, em là khách. Tao không còn biết giờ gà này nè, tao ăn trứng vịt trước hả? Gà đây, mày không bắt ai bắt. Ủa? Chị? Thôi chị nói chuyện với chị đi chứ. Ủa? Tự nhiên chị nói em bắt chạy. Chị nói nó giỡn á. Em mới vừa đi về gặp tụi nó đâu biết gì đâu. Vậy đâu chị, nãy giờ chị ngồi đây với em mình chị đi về. Chị mới vừa đi về nè. Không còn biết giờ ai đi ai ở ai vậy. Đâu rồi em bị đâu rồi chị? Bây giờ ai ở ai vậy? Không còn biết giờ nào tao ăn trứng vịt trứng. Hai con gà này tại đây nè, mày ngồi đây mày không bắt gà tao, ai bắt gà tao? Trời ơi! Em với ông này khác nói lại chơi, nó đặt đất đủ, mướn mượn mướn chưa, nóng đít chưa. Không, bây giờ tao không cần biết gì đâu. Nóng nhiều lần lắm, chiều phải một hai lần đâu. Tiếp bao nhiêu gà nữa? Mà mới gà này của chị không? Gà này chính xác của chị, gà mấy con nè, gà hơi mới đẻ, để tao gậy tao đẻ trứng đây nè. Gà đây là gà đá dầu rồi, mấy tơ đàng hoàng rồi, sắp sửa nẻ tao thấy không hả? Nè. Giờ chị đợi anh Danh gì nói chuyện đi chứ vợ chồng em. Chị không có mấy gì, chị điện Danh về gì vậy? Nè, nói chị nghe cho chị hiểu nè. Anh Danh á, điện thoại vợ chồng em qua đây, anh nói là anh có hai con gà, anh qua đây anh kêu rồi nấu ăn. Tao cần biết bây giờ nấu ăn không cần biết, giờ gà này là gà của tao, nó nằm ngay chỗ này, mày ngồi đây mày bắt nó chứ mày bắt á. Còn con vợ nó không biết rồi, tao không cần biết nó, giờ tao thấy thằng kia chỉ mày nè, thằng áo trắng cao cao rồi thắt hai con gà chạy. Nào chỉ vậy? Tao chỉ không biết, tao chạy theo xuống tự đó không, tao không lấy, tao chạy bộ xuống đường chết mà mày chết rồi mà hai gà của tao. Trời ơi chị bình tĩnh chị. Giờ chị đợi anh Danh về giải quyết chị. Đúng rồi. Thì em khách em không biết gì hết á. Đúng rồi đó. Bây giờ em khách em không biết gì ta. Bây giờ chị đợi anh Danh về chủ nhà về đây nói chuyện chị. Còn thôi vợ chồng em về chị hỏi. Không không tôi không đâu biết. Không về. Vợ chồng của mày ở đây giải quyết không có về. Chị. Chị làm vậy là phải nghe. Thằng trứng đâu chị nói em lấy gà chị. Tan trứng và trứng ở đây là gà của nàng, gà là của tao nè, chứ gà của ai nè. Thì gà của chị, thôi vậy chị đem về đi, em không lấy chị coi, còn đó vợ anh Danh đây. Để đây. Tự nhiên giờ chị để đây đi. Dạ, Ủa? Ủa, lãng à, xe em muốn về, em về. Tao bị tao báo công an, tao báo công an cho. Ủa, chị báo công an, chị báo chưa. Dạ, chiếc xe đổ cái trung tiêu rồi nè. Trời ơi, không ra được. Danh khóa chứ đâu không Danh đâu rồi. Lại đúng như chồng ăn chơi đồ này cũng cách nào cũng mà này bây giờ bảo con thừa cho mình. Vậy là mày ăn cắp dữ lắm luôn nè, người ta biết mày ăn cắp người ta sợ mày đi, người ta phá xe nè. Cái này là ông Danh ông khóa em, chị thấy không? Cái bánh xe chị thấy không? Ông lỡ cái bánh xe là ông khóa em đó. Bây giờ một đó là ở đây tôi điện công an tới, hai tôi quay clip luôn cho vợ cho mà bẻ. Dạ 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 ông về dạ. Đó đó. Ông về chị nói chuyện với ông đi. Đó. Ở nhà la sụm ta. Chị này bả nói ha là ông hả phải nói tôi đổi là lấy gà của chị, trong khi đó ai gà hả ông kêu tôi qua kêu bà nào kêu bà nào qua mày nhắn tin mày rủ tao nhậu có hai con gà rủ qua nhậu bậy à, ông nói vậy bậy à, ông rồi anh Danh chưa nói lại tin nhắn nữa đó, thấy chưa, giờ gà bỏ người ta mới đi mới cái công chuyện về đây mà ai biết cái gì đâu, qua đây nào tao không biết luôn. Thôi bây giờ tao không cần biết, hai vợ chồng mày đứng đó đi, tao điện tao báo công an rồi. Nghe bây giờ á, anh coi bánh xe em anh tải em lại đi. Bởi vì có mối đi công chuyện chị, ông có ăn cắp gà rồi chị, ông nói rồi chị hay gì đó, từ bây giờ ông muốn phá tôi thì ông phá chứ phá tự nhiên quan gì hả? Thì báo quả rồi báo công an rồi ông sầm sớm. Tao báo công an, tao quay lên mạng cho mọi người biết chút. Thôi chị làm vậy là mất danh dự của vợ chồng em, vợ chồng không có làm gì đâu nha. Mất gà nhiều quá rồi, phải chỉ không mất đâu, mất quá rồi mất luôn, giờ phải tắt mới được. Tự nhiên chị tôi xe tôi đây. Tự nhiên với cái xe có một bánh chạy qua đây rồi đổ thừa người ta. Thấy không? Không cả bánh xe mà không phải. Bé một lần bắt được chính tôi lần không, giờ gà ở đây, tan trứng chật trứng đây. Bây giờ ông nói lại lần nữa đi anh Danh. Tình nghĩa anh em nè, ông nói lại lần nữa đi. Ông phá tôi, ông lấy hai con gà đó của chị rồi, ông phá tôi không? Tự nhiên mà xích gà ông ngon, mày nhắn tin là ừ, em có hai con gà nè anh Danh mơ. Thấy chưa, hèn chứ, nãy em kia nó thằng áo trắng cao cao chạy xuống đây, tao dí theo mày chứ mai đâu. Đó. Bả thấy luôn thằng tao chạy đường đó chạy xuống mình chết này với thằng nào nữa, thằng này phá thằng này bảo vệ không nổi đâu, áo trắng cao cao lần này chứ nào lại em thì em bằng áo áo trắng cao cao chị để công an biết chưa, đánh chị ôm sùm nhà em hết rồi luôn á, thằng nào tới báo quá rồi tới báo.
gì vậy? Thôi vậy, chạy với anh vậy là không được nha. Em chị không biết gì cho anh với Cưng cứ chơi với nhau rồi tùm lum tà la ứng sùm hết trơn à. Hồi nãy rõ ràng anh điện thoại hôm qua, vợ chồng hôm qua rồi chị kêu đi nấu cháo, bằng giờ chị nói vậy rồi giờ ông nói đàng hoàng với chị đi. Ông giải thích rõ ràng đi. Chứ ông thôi là hả, ông còn định nghĩ gì nữa. Tự nhiên tôi đi làm gì. Chơi thì tôn thì tôn cái nào mà tự vợ nhiên dẫn treo qua đây. Ông đem làm vậy mà chị bao ông sầm là hàng xóm ông nghe thì nói vợ chồng tôi ăn cắp gà. Mà ông phải báo công an hả? Tôi cho lên mạng Facebook cái nè, nhiều người sẽ giỏi luôn á. Em không ở đây mà chú cái một xe là làm sao biết. Đúng rồi. Không phá em chứ em làm gì em biết. Gà ngồi đó gà dưới chân mà không ăn cắp gà là ai ăn cắp. Chị thấy cái bánh xe em không? Chị thấy cái bánh xe không? Không cỡ là gì đó. Tại vì ăn cắp nhiều quá nó sợ mày chạy trốn nó mới tháo bánh xe ra nó sợ mày khỏi chạy đó. Không tạo ơi, tạo bánh xe tôi đi. Tả quá luôn á. Mới làm gì? Ông tả không? Ông tả là con tôi là khỏi luôn, tình nghĩa thì em khỏi luôn ai, nghỉ luôn đi. Xe tôi không lỡ ra thì giọng không lỡ. Thì ra ăn trộm gà của bà này á. Rồi hôm nhắn tin rủ tao qua nhậu. Rồi hôm nhắn tin rủ tao qua nhậu. What? Trời ơi. Rồi phải rồi. Ăn trộm gà rồi. Mới mới nhắn tin rủ nhậu chứ không thôi là có gà nhậu. Không thôi là có gà nhậu. Gà đánh giá như đồ. Danh, nói chuyện hỏi nạn coi. Ai biết tao mày lấy ở đâu. Chẳng ăn trộm chị như không tiền tiền. Bây giờ tôi báo công an điện, con báo công an tới chịu biết mất nhiều rồi. Hai con không có nhiều tiền hết trơn á. Không bây giờ rồi biết mà đền hết luôn. Trời ơi, đừng có hai con mà bắt lần hết. Bây giờ mất mười mấy hai chục con gà mà giờ bắt được hai con gà là một lần, bắt được chín con lần ông giờ mà bảo là mấy chục con chứ không có được hai con không lấy. Ủa giờ hai con gà đó bây giờ chị mất cái gà kia ai lấy thì tự nhiên không biết rồi. Người ta nói có câu một lần bắt được. Bây giờ ông nói chuyện rõ ràng đi. Ông dành nguồn gốc ông đó. Nguồn cơn ông đó, ông đuổi tôi qua đây thì bây giờ đó là vậy đó. Ông thấy không, bây giờ sớm thì nói chuyện ông sợ người ta à. Thì vợ chồng sớm người ta nghe. Thì chị qua đòi báo công an đó kìa. Giải quyết chi bả lẹ đi về khỏi ta ôm sầm trước cửa nhà. Đừng về xe xe vậy cho tôi vậy. Không biết. Chơi phá tôi phá thêm giọng tả bánh xe tôi đi tôi về đây. Chị đang ông phá không mà. Tả bánh xe tôi đây. Tưởng đâu qua được ăn gà ngon lắm mà giờ qua ăn gà chị. Trời đất ơi. Gà người ta bắt tại trọng luôn, ngồi chân để tay chân luôn, tại trọng luôn vậy mà nó không phải có. Ủa, chị bắt tại trọng là chị phải bắt là em phải lấy bắt con gà của chị. Mà giờ tôi không cần biết gì. Ngồi cái người đó. Chị là ai chị kiếm ở đây nó đi ngoài đường nó chịu thằng đầu lâu á nó có biết con thằng mà áo trắng vậy đó thì giờ phải chiếu theo thằng áo trắng nè thì ông đi hên 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 tôi chạy tôi về đây còn ông ở đây ông giải quyết chị đây à, chị thấy không đây nó xe đây thấy rõ ràng không phá gì giờ không phá gì giờ không biết gì đâu phá nãy giờ có biết gì đâu còn cái chuyện gà vậy đó chị về giải quyết với ổng đi á cười mới gửi chung băng giống danh luôn rồi mới cười dạ hả không phá thì nữa đâu kiếm tao chị ngon lắm chủ thì sớm sợ luôn á lâu lâu rủ hai anh em vòng tre ra nó kêu gà thôi đi vô xanh trắng hết trơn luôn xanh nặng hết ta xanh nặng hết ta nổi không vô tấu chở ăn nè ủa ai cho chị xin lỗi nha nổi nữa lâu lâu rồi gẹo tôi cưng bữa vậy đi vô cái áo vô vô gắn cái xe tôi vô đây sao đẹp vậy sao mày gắn gắn quá nhỏ hơn xe người ta còn zin nè ông sáu cái bánh xe cốt xe là nó mất zin luôn rồi có cái thứ nào mà xài còn zin hoài à, phá không mà thì mỗi lát đây đâu rồi lấy rồi nè thật đâu vô mẹ đó trời ơi gì vậy rớt chung đứng rồi rớt chung đứng luôn rồi khoan từ ra rồi lên chưa này phá trời ơi phá gì không phá thì giờ phá gỡ bánh xe tôi ra vậy luôn rồi phá đồ đăng lên Facebook rồi em cho nhỏ đồ em xanh mặt hết được hâm mộ người ta mà làm vậy với người ta bởi vậy trời ơi lộn rồi bà mẹ nó kiếm được cái bánh xe cái nó mình nó nhắn lộn lên chưa chào tạm biệt cô chú anh chị video chúng em kết thúc ngay đây.